Dạ. Nếu mà cho phân nửa thì cũng sáu mấy người. Dạ. Mà nếu mà hôm qua bữa đó mà ai uống rượu là nghĩ là chắc ai cũng sợ phải đi hết rồi. Dạ, đúng rồi. Phải đi á. Ai cũng đi hết trơn giờ. Ta nghe là cái đó là nó đang thấm dần dần. Nên người ta mỗi người giờ uống ít hay nhiều, một hai cốc gì người ta cũng phải đi. Chứ người ta cũng đã nghe vậy người ta sợ. Ai cũng phải đi hết trơn. Chắc hả, nhiều khi nhỏ nhỏ cũng uống á, có thể có thì tôi nói còn dài dài nữa đó chứ không có hết đâu. Còn vậy là còn bị gì 20 mà tới 24 là ông kia ông mới chết rồi, kéo dài dài thì chắc còn nữa. Là chết 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 bữa 21 đó là cái ông đó là ông cậu sáu mấy tuổi ông ở nhà ta nghỉ bệnh rồi đi đám về mà chết thôi, thì mới làm gặm gỗ là ngày qua nay đó. Là bị gì cả xóm ai cũng tức ngực gì khó thở gì đó, rồi quặn hột mạch ai cũng diễn như đi xét nghiệm đi chị, nó biển cái chơi không sao vậy, có lần bà ông chú hay lần ông bà luôn, có hết chưa nguyên cái đám mà cái đám cưới cái đám dạ dạ nghe nghe ông bà ít chứ gặp đám nhỏ ha mà cả năm bảy chục cổ là mệt luôn. Trời mà ngủ khô cái gặp ngủ vậy chắc uống ít ít người uống quá gì vậy sao uống được. Ủa mà nấu xong rồi chú còn sao gì vậy, tôi đổ nước vô rồi cái đó là trực tiếp luôn. Chào chị. Thì công an nó có làm việc rồi, bị gì tao nghe thằng Thống nó nói ngày hôm qua là cũng cơm ông nội, bao uống thì đâu có chết người nào đâu, ngày hôm qua cũng cơm ông nội nè lớn ra đấy. Vậy là cái người mắc là đang gả con luôn, đang thì cái đám gả rồi là sao cái đám sáng 23 ông cậu của tôi mới chết, ok ra mấy ngày người ta chưa 23 là nó chủ nhà. Chắc mấy người đúng là bữa nhậu, là bữa nhậu đám đó ha, ừ. Bữa nhậu đám cưới đó, chủ nhà. Chồng đó không có chết đuổi liền ngày đó, chồng có uống không, có chứ, chủ nhà không thì cô nghĩ chủ nhà tiếp khách mà khỏi mà chắc là chắc cơ địa người mạnh ừ. Cơ địa kháng sức đề kháng mạnh thì chậm chút. Rồi sao mày không điện bánh mày kêu 10 cọc đi, có tiền cũng có đi mẹ nó đi chứ. Hôm qua tốt tôi mà tối tôi mà này tôi biết chạy chậm mới chậm mà tôi đưa tiền chậm rồi. Nếu phát lên là coi chừng tí. Qua mệt rồi đó. Tao mới điện gì thất thì này như là bây giờ hết sớm hốc môn. Rau nằm ngoài Tâm, bị Đông Hải rồi, mấy chục mà. Trời ơi. Cái chiều thằng Tâm ghế ba sợi đó là cái mặt nó đổ gây như uống rượu rồi đó. Nó chạy bước áp lên tới 20 rồi đó. Nó chạy đi ào đi nè. Còn chiều thì bắt Si Phong đã, Si Phong tôm rồi nó chạy đi, nó lên đi chạy nước. Là coi như cả cạnh này là không còn chỗ nữa. Người quá giấc quá, tao mới đổ cạnh này. Ờ, mấy chục người luôn anh. Trời trời cả sớm coi như. Trời ơi. Chú nghĩ đi, ba, cái đám mà sớm đã làm gì người uống uống một chạy ly. Nhưng mà có khi cái bơ đĩa cái người mặn đó thì nó tất cả chết hết rồi chết. Ai cũng đi đám hết mà. Nhà uống ít đó. Uống không uống đủ hết. Quá trời luôn. Dữ lắm, tôi nói lơ mơ còn chết nữa. Bị gì đêm đêm hôm bà chủ nhà mà nãy tôi điện bánh là Nhi nó là lật thêm hai nữa rồi, thằng ở dưới gọt mắm nữa. À. Là dài dài hàng xóm không hả chú? Ờ, đa số hay gì đó ha. Hàng xóm bà con dòng họ rồi gì đó. Ghê quá vậy, sao nấu kỳ quá vậy. Bởi vì bị ở đây dùng xa, đâu có ai nấu kiểm, đâu có gì đâu. Chết mới cực, cực con và pha tay cái bạn. Là... Nhưng mà mình phải biết, phải người ta uống, mình phải lo sức khỏe người ta là chứ. Ta bán mà, ta bởi, không lo đâu. Bởi vì thì cái lương tâm mỗi người khác, phải ai nghĩ gì hết, đâu phải có ai, ta nghĩ trục lợi không à. Tâm bán mà, phải có cái tâm. Cái này thì tôi chưa chính xác nhưng mà điều hồi nãy tôi điện bển là nghe nói chiều hôm qua là công an nó có vô nó lấy mẫu rượu cũng vô đặt luôn. Dạ. Yeah. Lấy lần nữa, ba bữa trước là nó có lấy rồi, nó gì nó tép rồi. Yeah. Là nó kết luận là còn sống. Dạ, yeah, còn sống. Ừ. Còn sống, sống tức là nước cái người ta đổ vô hả? Thì có đó nghe cỡ thôi chứ. Dạ. Thằng này cũng dân nấu rượu, bỏ rượu của anh nữa đó. Thì mình biết là, chỉ biết là nó là còn sống. Ông nấu chuyên nghiệp luôn, ngày nào ông nấu dưỡng dàng nấu luôn. Nhưng cái ông cái thời đó người ta không có bị gì còn. Còn cái sự vụ mà nếu rõ ràng á, mấy chú qua bển thì cái vụ hỏi lối sớm người ta kể hả? Dạ. Rồi bữa nay gì, chứ cái bà chủ nhà chưa trương đâu. Mới liệm đêm hôm mà. Ông Chiến rồi nãy mới chở gặp chở đồ vô đó. Dạ. Chở gạch xây mộ. Tại vì ở sớm mà mời đám thì mình phải đi rồi. Ừ. Đi đâu?
đám bữa 20 là cái ông cậu gì đó ở ngoài gọc mắm này là chết bữa 21. Là lúc đó người ta vẫn nghĩ là ổng bị sắm mấy tuổi nghĩ ông bệnh thôi. Người ta đâu có biết. Rồi sau rồi tới nhóc người bị chết rồi bắt đầu mới biết hả? Công an nó vô rồi nó mới làm mới test là mới kết luận thì ông đó thì giờ chôn rồi, ông chôn qua rồi. Rồi bà chủ nhà thì mới chết đêm hôm. Rồi tôi mới điện bển thì thằng Duy nãy nó là hai người nữa rồi. Rồi năm người là đang nguy đang kịch. Nặng, nguy kịch. Còn bây giờ mấy chục nằm đầy bệnh viện luôn. Chiều qua là cái bệnh viện trạm y tế này là đầy nhóc hết chỗ luôn. Thì cứ ra trạm thì nó chỉ chuyện nước thôi chứ biết làm gì, cái này đâu biết làm gì. Trong nông thôn mà đáng là ai ta cũng đi á, xa xa rồi thì mới có người lại chứ sớm phải đi. Nói chung là người nào cũng phải uống hết trơn, người này đưa đưa làm gì mà uống được hai ly. Thì kiểu này á mình uống rượu con nít đồn chú. Tại vì nó không đàng hoàng chứ. Chưa nghe. Chắc con chắc hả? Nhiều khi nhỏ nhỏ cũng uống á, có thể có á. Thì tôi nói còn dài dài nữa đó chứ chưa có hết đâu. Còn vậy là còn. Vì 20 mà tới 24 là ông kia ông mới chết rồi kéo dài dài thì chắc còn được. Là chết. Chết bữa 21 đó là cái ông đó là ông cậu sáu mấy tuổi ông ta ở nhà ta nghỉ bệnh rồi đi đám về mà chết thôi. Thì mới làm gặm gỗ là ra là ngày qua nay đó. Là bị cả xóm ai cũng tức ngực gì khó thở gì đó rồi quản hồn mạnh ai nó chạy đi. Bữa đó chú có đi đám không? Không. Trời ơi hên ha. Không quen. Không quen hả? Quen mệt nữa rồi. Bên xóm đó thuộc về Hóc Môn. Dạ. Thì có đi làm gì không uống vài ly. Dạ. Ít nhất cũng phải vài ly. Xí nữa là có tấm thiệp mời trên bàn rồi. Đấy gì? Ông đó là dưỡng của thằng mới thì đó. Dạ. Rồi ngày hôm qua ông, chú, nhà xa, ông nó nhức đầu mà huyết áp lên gì đó mà. Đường này mình đâu đi xe lớn được. Ừ. Đi mấy cái nẻo gì đi xe nhỏ thôi. Dạ. Quá trời nó mình công xe lớn đậu ở đâu quá thì đi về tới chỗ luôn. Dạ, tới nhà luôn. Nhà. Ngoài Đầm Dơi, bên Đầm Dơi. Tôi có người dưỡng tôi là chính đực mà dứt đó mới đó mà chính đực không đất chỗ ủy ban xã tại Khương Nam đó là của dưỡng tôi đó. Dạ ông, vậy đó ông, vậy đó. Trời à, ơi ông mười dứt có biết không? Chỉ có biết coi ông đâu biết định gì ông coi ba cái. Bởi vì tôi chút nào có định vậy tôi đâu có biết. Dạ. Lại điện cho. Đây nè. Vô điện. Để điện thì sao mà thấy mấy cái đó không phải cái gì nhưng mà cái này thí dụ muốn mấy chú quay chia sẻ ra đặng cho người ta biết đã ngừa đề phòng đúng rồi cái này tốt mà có khi cái rượu đó nó bán chỗ khác nữa rồi người không biết rồi quốc nữa sao dạ đúng rồi cái này ra mình tôi mới nói xong mà không thấy ai đưa tin gì hết cho người ta biết rồi chỗ cái người ấy rượu đó với chỗ đám đó là có bà con không là ở sớm cũng ở sớm thằng nấu rượu đây lên sảnh chừng cây số rồi qua tới cái đám nó lên cả ba cây vậy là mấy chục người luôn hả chú? Ừ dữ lắm. Wow. Hiện bây giờ thì nói chung là mình chưa biết chính xác là bao nhiêu nữa bị cái đám rồi cứ ai có triệu chứng nôn ói nhức đầu gì rồi tự đi. Nói chung mình mà nghe ai mà đi đám trong hôm qua đó mà mình nghe xong cái bắt đầu hơi nhức đầu là ớn à. Ví dụ phải đi liền. Chứ mà mình có đi đám đâu nghe bữa mình có uống vài ly rượu giờ cũng phải đi ra bác sĩ đi, chứ đâu dám ở nhà. Giờ bình thường cũng phải đi bác sĩ. Có đi đám đó là sợ hết rồi đó. Sợ. Sợ thấy bà chứ không sợ. Rồi nói chứ bị gì tôi á, tôi là nghĩ gì nè, tôi nghĩ gì sao không ai tôi thấy bị mấy chú túc YouTube này ưa chia sẻ mà sao không ai chia sẻ có khi rượu thằng đó nó bán ví dụ như lên tại Khương Nam đi rồi nghe cái tin vậy cái đầu trên đó người ta ngưng cái rượu đó lại chứ đâu phải mà rượu bỏ một chỗ đâu cái này là tốt mà đâu có gì đâu thì mình cái đó đâu có sợ mình chia sẻ cho bà con đề phòng ngừa bị nói chung á YouTube đồ ít vô đây lắm bị đây nói chú thấy đi đó dùng sâu dùng xa lộ này mới có mấy năm nay đâu người ta đi lỗ lớn thường thường chứ mấy cái này chứ trong kẹt này trong đây là có nhờ có người điện á chị điện là mới biết tôi điện nó số 82 số tôi đó rồi không biết gặp đầu tiên cô nào kêu cho định vậy tôi cái này tôi chỉ biết nhưng mà có người mắc khổ rồi con bên trời ơi cái ông này cái điện thoại nói chung chú kêu ông cái gì cũng không biết chứ ông gọi
coi thôi. Coi YouTube vô này vô kia coi tin tức rồi thôi chứ kêu định vị đồ ổng giúp không có biết. Tôi đâu có biết kết bạn gì tôi đâu có biết. Hai kết bạn nhỏ còn không biết hết. Ba vụ ở với ông chồng ở tù luôn đó, nhỏ có 12 tuổi đó. Dì à, Thị Màu. Trước này là kinh hồng mạnh nè. Dạ. Thị Màu đó là ổng ở tù tới giờ có ra 16 năm. Cũng không có ra gì đâu ạ. Tắc Dân. Dạ. Nhà gốc là Tắc Dân. Vậy là chị coi em là lúc Thị Màu đúng không? Thị Màu á. Không, nói chung coi cái này nó cũng có nhiều cái nó cũng hay nhưng mà tôi hỏi là tôi ghét nhất là mấy kênh đưa như năm sầu riêng với tiền chuối á, làm mất cái vẻ mỹ quan được ông được bà. Mất cái thiệt. Nãy giờ tôi đang coi cái vụ ông Lâm ông chửi đó. Cái đó mà tôi ghét ta thì đừng có coi. Thì mà mình không có coi đó nhưng mà mình mà nghe vụ. Gặp là phải nhắn vô liền hả? À? Không, tôi không có coi. Tôi không coi à? Tôi ấy à. Dạ. Tôi kêu coi mấy kênh chửi. Thời gian coi lắm chú ơi, ban đêm rảnh rồi. Bởi vì tôi không biết làm mà nhỏ gái tôi nó đâu có tạo gì cho tôi. Nó nói thôi cha nóng nóng để cha chửi người ta đâu mày không bảo được. Nó coi thôi à. Nó làm cho tôi coi luôn à. Dạ. Có cái lúc coi Thị Màu gì đó coi chú là hùng mạnh vậy. Dạ. Sau này bắt cũng quách chú nó hay gì đó. Có nhà ở nhà thằng con thì nó biết nó gặp. Mà hai đứa nhỏ nó đâu có cho tôi vô ấy mà thiệt. Tôi nội hổm đây nè, tôi kêu nó như cái cầu này nó muốn bể tôi đó, cái này quay lên là đã vậy. Đây là của này của nhà nước. Không mà cũng có xin sản cũng hứa nhiều lần là mình lên thì chia sẻ cầu hư rồi vậy thôi mình xin thôi chứ mình đâu có gì đâu mà sợ. Hổm sợ vậy hổm tiếp xúc đại biểu quốc hội tôi đi chút nó hết rồi đấy. Đây bển chắc khoảng 3 cây. Cũng đường này chạy thẳng vậy. Qua cầu. Qua cầu có đường lộ 1 đó. Dạ. Chạy lên khoảng chừng 2 cây nữa cái có cái cầu ghẻ tay phải. Tay phải. Qua cầu đó là bắt đầu thì hỏi cái đám ma bên Hóc Môn thì người ta chỉ. Nhà nghèo không chú? Nhà đó thì cũng nghèo chứ cũng dạ. Cũng nghèo ha. Thấy nhà giàu chắc nữa, nhà giàu ngoài đông còn nữa. Nhà lá hay nhà tường chú? Chắc cũng có anh. Cái bị gì tôi không có biết bà chủ nguyên một khung đó là cái nhà lá đa số là ngay chỗ ngã ba chỗ trường học không bà đã chết mới có 42 chị bên đó đây đó không quen nhưng mọi lần bây giờ có lọ còn đi tới luôn chứ hồi nào không sụn không tới luôn chắc bà chủ uống nhiều quá không nghe nói là bà chủ qua đám rồi bữa sau mới gom lại nhậu có gì đó thành ra là bà bị thì bị đám bữa 20 mà mới gặm gỗ hai bữa nay à bị gì mấy bữa đầu là chưa thấm rồi mấy bữa đầu là ông già chết mà mà người ta còn nghĩ là bệnh mà thôi chứ. Thành ra thôi nói chứ mấy cái này chia sẻ càng nhiều càng tốt. Bị cái vụ đó bây giờ mình đâu biết nó đưa đi tới đâu. Có khi trên kia người ta coi, người ta nói ở rượu bà đó vậy cái người ta ta ngưng. Không chứ này chắc con nghi nghĩ bán luôn rồi. Không làm gì bán nữa. Không, cơ, nếu cỡ đó thì công an nó phải vô nó. Nó xóa sổ cơ sở xóa rồi. Xóa bả rồi, không biết cứ tính cho bả sao. Thành ra ông chú nào họ có đi tôi nói tại đó tôi không có đi mà tôi mới điện cái thằng nó đau bệnh đám ma chú ơi làm hai nữa rồi là đang đám ma bả này chú tôi bị chạy lên nó vòng chứ nếu đây tắt qua bển chừng cây số bị nên đánh vòng trời ơi chú biết xã ở đây nó nông thôn miền mới có lộ này nó có 3 năm đó. Nhà bả nó con cái đông không chú không gần Có ông hồi nãy em đứng đây em đi bỏ rượu rồi dài dài chứ bển nó gần hơn. Thằng đó nó gần hơn tôi. Nãy nó ngại ngại sợ mấy chú lên hình đâu ấy đó. Thì đâu nghe nói chuyện thôi kệ. Kệ có sao mình đâu có nói thêm. Dạ, đúng rồi. Đâu có nói gì ai đâu sao. Cái này là mình chia sẻ cho những bà con biết cái rượu đó. Nhiều khi người ta cũng cũng hạn chế uống lại. Với cái nữa rượu nó biết nó bán ở đâu. Có khi ở trên kia ta nắm bắt thông tin, ta ấy cái rượu đó ta dừng lại. Dạ. Ta có lấy rượu đó người ta ngưng lại liền. Trời tôi nói mấy cái vụ này thì mấy chú qua tới chỗ đó thì người ta mới gần rồi hỏi người ta chia sẻ hết trơn à. Mình đừng cái gì nó nói sai gì thôi. Có sao
tôi đó tôi nghĩ tôi nói sao mà không thấy ai đi tin mấy cái này để mày muốn nó chết nữa. Thì tôi nói chú thí dụ có khi nó bỏ rượu lên tạ Khương Nam chẳng đi rồi bà kia sao biết bà có uống nữa. Thì biết vậy rồi thì rượu đó người ta đâu dám uống. Có khi hành rồi là có khi người ta thấy, coi người ta thấy ngưng liền. Có tôi mới điện cái thằng đó nó công an đêm hôm có vô nữa. Dạ. Thì chết thì báo cái người dân chết. Bây giờ hay lắm, ở đâu ta quay đó là người nào ở đâu ta cũng hay. Ta điện á, có cái tin gì những người ta muốn giúp đỡ hoàn cảnh á, nghèo, ví dụ mới mắc rồi ta khổ quá thì ta điện cho mấy anh em lại có thể quay để chia sẻ lên, giúp đỡ cho gia đình đó. Ví dụ như khổ thì bên con cũng hỗ trợ áo quan mà. Ờ, đêm hôm có chú nào hỏi tôi nói cái đó cho con, không có bị gì, tôi đâu có ở trực tiếp với bệnh. Hồi nãy gì nói bà nó tin bài mà. Là đi vô đi quay dưới đó về đi về đây luôn. Chứ ở gia đình ở tới trên Sài Gòn. À, không có. Đầm Dơi, Đầm nhà góc thì ở Tắc Văn. Tắc Văn tôi có một cậu ở ngang đồn biên phòng rồi. Dạ. Yeah. Đi bắt tôm luôn, Tắc Văn quen thiết rồi. Chứ có cái chú đó đó hoa xà. Dạ. Yeah. Có một mạnh này nó đi tùm lum đấy. Đi tùm lum vậy. Em có chú nào hỏi người ta chia sẻ, tôi nói cái này có gì đâu, tôi xuống hỏi người ta kể liền vậy. Sao thì mình nói vậy thôi. Ờ, nói chứ mình chia sẻ cái này ra tốt cho làng cho xóm. Ờ, ở đây giờ sợ rượu hết rồi, thấy rượu là sợ rồi. Dạ. Ừ. Miếng mì bà. Cái điện thoại này con Năm ơi, bỏ túi nè. Đây là cô chú anh chị, rất là tội luôn. Mới vừa gả con xong. Ở đây thì nó nằm ở trong ruộng của chú cho nên rất là vắng. Đang xây cái mộ cho bà nè, cho chị. Đây là cái ngôi mộ của chị Diệu của chú. Mấy người chú hả? Mấy người mất rồi. Ờ, hai người còn nằm rất là nhiều luôn chú. Đưa đi cấp cứu vật lưu nhóc chạy. Trời ơi, con mượn cái gì để nói chuyện nghe chú. Chia sẻ chuyện để nghe rồi vậy đó. À, kể rồi quá. Vợ vợ hai vợ chồng điện nó mới mà chở vợ nó đi Bạc Liêu, nó nhập viện nữa rồi. Mới đi nữa hả? Ừ. Là một người mới hả chú? Hả? Một người cũng trong vụ này luôn hả? Ờ, uống rượu đó. Chắc hôm qua mà ai mà dính vô ai mà uống là chắc đi hết luôn rồi quá. Ừ, nằm viện Đông Hải nhóc. Nhiều lắm. Sao mà uống rượu dưới trời vậy ta? Hai người tử vong rồi. Ờ, chết người ở Đồng Giác, người ở đây người nữa. Dạ. Con cũng nghe nói bây giờ cũng có mấy người đang nguy kịch nữa. À, nặng lắm. Dạ. Quá trời tội luôn chú anh chị ơi. Rồi nè, trả nè. Dạ, chú nói đi, chia sẻ chí đi. Chia sẻ đi chú. Ủa, ba cái rượu này. Chú ngồi đi, dạ. Ngồi đi. Là... trước cái tổ chức đám mấy ngày mấy mắt chú, nhà chú cứ cầm luôn cũng được. À, mà bữa 25 mà ế ba bữa 19 đại cổ. Giờ 19 là mình đại tiệc. À, chiều 19 3 giờ. 3 giờ rồi tới bữa 25 là chết. Bữa 23 chết người. Con có nghe nói người. Là có một người là cậu hay là cái gì của chú bác ruột. Dạ là chết trước đúng không chú? Đầu chết tiên. Trước.
Cái đó chắc cũng nguyên nhân cũng do đó mà chắc mình tưởng là bệnh rồi thôi hay chú ha. Tính đâu uống rượu rồi nó say dạ, kiểu mà nó say nguội vậy dạ. Thôi. Rồi ý rồi. Nó không nghĩ tới, ấy ha, tới phát ra thêm. Không nghĩ cũng bộng gì đâu. Rồi tới chừng mà phát hiện rồi thì chở đi quá mệt rồi. Quá mệt không kịp nữa. Ờ dạ. Chở đi thì quá xá chút dạ, dễ gì kịp nữa. Còn thằng chợ này là tại nhà là mờ con mắt luôn, không hết thấy đường rồi. Nó nói má ơi con hết thấy má rồi đủ. Nhìn hết thấy đường thôi chú. Hết thấy đường. Người ta nó có cái chất gì mà tại sao hết thấy đường. Là trước đó là bình thường hả chú? Bị máu nó chạy lên não. Ngộ vậy trời. Là cái chị này hả chú? Thằng em. Con của cái cô ngồi đó phải không chú? Dạ con cũng mới nghe nói là không thấy đường luôn. Ngộ dữ vậy ta. Thứ đơn độc. Là mình có biết nguyên nhân sao chưa chú? Nguyên thì uống bả rượu đó chứ. Là do rượu ha. Dạ. Rượu mà sẽ đập. Rượu nó nghe nó thử là còn cái kiểu người ta nuôi công nghiệp. À nuôi công nghiệp luôn hả chú mà pha vô rượu hả? Trời ơi trời. Còn nó uống là chết người đó. Chết người dạ thì đây là nguyên nhân. Đây là nguyên dẫn chứng luôn rồi chứ chết người. Có mà sự thật luôn rồi. Nếu mà ai mà uống ít thì nó ngấm từ từ. Dạ kiểu uống ít thì lâu hơn chút, còn uống nhiều quá thì dồn nhanh hơn. Còn thằng chợ chảnh nó mửa được. Ối ra được hay chú? Ối ra được là tốt. Nó ra đỡ được hơn. Bớt rồi. Dạ. Cho nên cứu được. Ồ cũng hên quá trời vậy ta. Còn nhỏ này nó ối mà nó ối ra không ra. Ối không ra luôn. Nó ngấm ở trong. Còn trọng từ từ thấm từ từ vô luôn rồi chứ đâu có ra được đâu. Lấy gì hết được. Dạ. Quá trời. Vậy tính ra bao nhiêu người luôn chú? Hả? Bao nhiêu người bị luôn chú? Mình đâu có biết được, nhiều lắm. Nhiều lắm hay chú? Nói chung ai có tới đám tiếp xúc rồi thì mình đám hết. Cưới vui mà thì lại cũng ít nhất là phải một ly rồi đó. Ít nhất ai cũng phải một ly rồi. Ít nhiều. Dạ. Quá trời. Giờ là mới mắc hai người hả chú? Mắc hai người. Dạ. Rồi thôi đi. Dạ rồi. Giấy tiền vàng bạc cho mẹ đó cô chú. Kế bên mình có đất chôn luôn ha. Ngày mấy mình mới chôn ta? 28. Mình đâu có nghĩ là mẹ mất đúng không mẹ? Của mình em mấy anh chị em? Dạ bốn người. Ba gái một trai. Ba gái một trai. Hai chị lớn có chồng rồi. Em nhiêu tuổi rồi? Dạ em 18. 18 tuổi. Em tên gì? Em tên Hiến. Mới ngày hôm qua là còn mấy bữa trước đúng không ta? Mấy bữa trước còn kia còn gặp mặt mẹ. Còn gặp mặt mẹ. Mình cũng đâu có nghĩ được tới trường hợp này đâu. Là mình trước đó là mình có nghe mấy mọi người kia bị là mẹ là có cái biểu hiện gì không em? Thì có mẹ nói là mẹ mắc ói. Mắc ói nè. Cái mẹ đau bụng. À, là cái đó là ước mình đó mình làm gì mình chở đi bệnh viện liền hay là mình nghe ở nhà em cho uống thuốc. Cho uống thuốc thì nghĩ bình thường thôi ha. Dạ. Là lúc đó mình có nghe cái thông tin ở ngoài kia chưa ta? Dạ chưa. Chưa nghe thông tin ha. Là chỉ tưởng là nhậu nhiều quá rồi bị vậy thôi đúng không? Dạ, nghĩ nhậu nhiều rồi mẹ nhức chịu đầu chứ có mấy người đi nhà hay nhậu hay bị á ha. Dạ.
nhưng mà thì đâu có nghĩ đề phòng tới cái trường hợp đó đâu, mình đâu có biết. Dạ. Phải chi mà nếu mình biết thì mình chở đi bệnh viện liền thì dạ, mình đỡ, ok ổn định rồi. Tại vì bị liền cái xong mình ra người ta xúc ruột của mình á. Dạ. Ai đâu nghĩ tới trường hợp đó, không bùng lên thì mới ấy thôi. Là chở mẹ tới bệnh viện ở đâu em? Nhà Anh Hào. Chở đi Anh Hào, rồi mình có chuyển đi đâu nữa không? Chở đi Anh Hào xong rồi tính đâu là mẹ tắt hơi ở đó luôn rồi. À. Xong rồi người ta nhồi tim á. Rồi mẹ tim mẹ mới đập lại. Xong rồi mới tức tốc chở đi bệnh viện Bạc Liêu. À. Là chở được tới bệnh viện Bạc Liêu không em? Dạ được. Lên tới chở anh cấp cứu, mẹ còn nháy mắt nhìn nữa. À, nháy mắt nhìn nữa hả? Dạ. Lúc đó là ai đưa mẹ đi? Dạ em với cha. Em với cha đưa đi hả? Dạ. Lên đó mẹ còn nhìn em nữa đúng không? Dạ. Hỏi mẹ thấy không? Mẹ nói thấy. À. Nước mắt mẹ hay em. À. Xúc động quá cô chú, tại vì em cũng không dám nghĩ là mẹ là xa nhanh như vậy luôn. Tại mới đây, cách đây có vài ngày là mẹ gặp ra. Quá trời xúc động nha cô chú ơi. Giờ là hai chị gái gả hết hai em. Dạ. Giờ còn em với em Út với cha ở nhà. Dạ. Đứa nào chồng á, người ta lớn tuổi, ta lên lại, ta lại đóng lại trả nè nghe. Thôi cái gì đó mình cũng gán nha, gán nén lại để lo cho mẹ cho xong đi, cho mẹ cũng vui hay an nghỉ. Sự việc nó xui vậy là mình cũng không muốn, nên cũng đỡ buồn. Ngờ có sự việc gì đó. Dạ. Em là con gái lớn hả? Dạ, con gái thứ ba. Gái lớn ngồi đâu trước á? Tại gạt đám thì đám gã con gái lớn. Em thấy đi đâu vậy? Nãy giờ. À, em quên, đi làm giấy báo tử rồi, em quên. Bé này mấy tháng rồi con? Dạ, gần 3 tháng rồi. Mới vừa gả chị xong, bây giờ tới mẹ mất. Dạ. Tội thiệt. Mới vừa gả chị xong, mới có mấy ngày, bây giờ mẹ mất. Dạ, cũng đâu có biết sự việc vậy đâu. Nếu biết cũng đâu có nhậu, đến nỗi vậy. Dạ. Cái này cũng không phải là mình ơn mình bị. Cái này cũng đã có một người mất rồi. Bây giờ thì người ta cũng nhập viện để theo dõi ở ngoài nhiều lắm. Còn nhiều lắm. Dạ đúng rồi. Bây giờ ai đi đám là... Dạ ai đi đám bây giờ là người ta ra bệnh viện là người ta xét nghiệm rồi, rồi bác sĩ giờ bắt nằm theo dõi trên nước biển. Ở Gành Hào bây giờ người ta nằm đông lắm. Không, ở trong phòng là không có đủ giường để nằm, giờ lấy giường để ra ngoài nằm luôn. Rồi giờ thêm một lớp này, hồi sáng là em đi mua đồ về, mua đồ đám về ngang là đi xuống Cà Mau để xét nghiệm máu luôn. Tại vì giờ đi đám thì số lượng khách là cũng khoảng 100 ngoài người. À, bữa đó là khoảng 100 ngoài người hả? Dạ, nấu 10, 15 cổ nhưng mà đãi là 13 cổ thì cũng 130 người. Rồi. Dạ. Nếu mà cho phân nữa thì cũng sáu mấy người. Dạ. Mà nếu mà hôm qua bữa đó mà ai uống rượu là nghĩ là chắc ai cũng sợ phải đi hết rồi. Dạ đúng rồi, ai cũng đi hết trơn. Giờ ta nghe là cái đó là nó đang thấm dần dần, nên người ta mỗi người giờ uống ít hay nhiều, một hai cốc gì người ta cũng phải đi. Chứ người ta cũng đã nghe vậy người ta sợ, ai cũng phải đi hết trơn. Uống ít nhiều người ta cũng phải đi coi. Dạ. Nó vô dần. Dạ. Bây giờ cũng có một số người thì cũng có triệu chứng à, ói rồi này kia vậy. Bữa đó cái ngày mà mẹ mất đó, cái triệu chứng như thế nào? Dạ mẹ ói, rồi mẹ cái bữa đưa đi là mẹ hơi là mệt lên. Là mệt, mới đầu mệt ít, rồi điện kêu bác sĩ Tư qua thì người ta nói là người ta kẹt trực, người ta không qua. Thì cái chút là cái mẹ mệt hơi nhiều lên là điện cha về là cha chở đi ra bệnh viện luôn. Chuyển buổi chiều chuyển đi là tối mẹ mất. Dạ không, bữa giấc trưa đi ra Gành Hào,
Giấc trưa khoảng 11 giờ rưỡi là ở nhà bắt đầu đi ra gành hào. Xong rồi đi ra tới ngoại, rồi đâu khoảng tầm 1 giờ mấy, gần 2 giờ gì đó là ở ngoại điện về là báo mẹ mất. Tại vì lúc đó là mẹ hết thở rồi. Hết thở luôn. Dạ, rồi xong rồi bác sĩ đầu lại bu lại là gắn ống hơi rồi cho mẹ. Xong rồi kể mẹ mới thở lại. Thở lại xong rồi người ta thấy có mẹ thở hơi lại được. Xong rồi người ta mới chuyển đi lên Bạc Liêu. Rồi mẹ mất trên Bạc Liêu. Dạ đúng rồi, mẹ mất trên Bạc Liêu mới chuyển về hôm qua. Quá trời tội luôn cô chú anh chị ơi. Mới vừa gả con xong mà giờ tới người mẹ mất rồi. Kêu lọc máu, tưởng đâu là lọc máu để mẹ sống mà lọc máu rồi mẹ cô không qua khỏi. Tại vì cái đó nó ngấm vô cái máu mình quá nặng rồi. Hôm này là hôm từ thiện hay là sao? Dạ cái này qua nay lô bu của em cũng chưa biết. Chưa biết ha, chưa dạ. Biết mua hay là từ thiện ha. Dạ, tại vì mẹ mất rồi đem về rồi cũng lô bu quá. Rồi ai lo được cái gì thì lo. Mẹ nói là mẹ ối không được đúng không? Dạ mẹ ối mà mẹ ối ra ít chứ mẹ không ối ra nhiều. Tại vì mẹ uống nước ít nên ối ra không có được nhiều. Còn chú trận thì ổng uống nước nhiều nên cái ổng ối ra nhiều á. Nên bây giờ ổng mới đỡ, có tiến triển. Đỡ mà nghe đâu ổng bị mờ mắt đúng không ta? Dạ bữa đó ổng ở đây là ổng không thấy đường. Dạ, bữa đó ông nằm ngoài bô dáng đó là ông trợn trắng luôn. Ông không thấy đường đi luôn. Trợn trắng luôn hả? Dạ, ông nặng lắm, ông nặng hơn mẹ không nữa. Mà ra tới bệnh viện thì ngược lại mẹ nặng hơn ông. Dạ. Ra được một phần nào cái chất độc trong đó. Dạ. Rồi em cho con ngủ đi. Dạ. Cố gắng lên ha. Dạ. Cô chú anh chị thấy không? Hoàn cảnh này thấy đúng là éo le thật thương luôn cô chú không? Đây là ngôi nhà nè. Nó mới vừa gả con chưa kịp dọn bàn ghế xong xuôi thì người mẹ lại qua đời rồi. Nó bây giờ đang nằm viện ở trển rồi, rất là nhiều người luôn. Rồi thì thôi mình phép được là kết thúc video tại đây. Thì mà mời cô chú anh chị đăng ký theo dõi để video kế tiếp nè. Rồi cô chú anh chị nào muốn chia sẻ những phần yêu thương gì đó thì cứ liên hệ trực tiếp cho Hùng Mạnh. Mình sẽ trao tặng tay cho gia đình. Rồi mình xin chào tất cả cô chú anh chị.